Người Trung Quốc ngỡ ngàng khi Việt Nam đóng điện đường dây 220 kV vượt biển dài nhất Đông Nam Á. Xin chào các bạn khán giả của Grab Việt Nam. Đường dây 220 kV vượt biển đầu tiên tại Việt Nam cũng là đường dây 220 kV vượt biển dài nhất Đông Nam Á, do đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam tự thiết kế, thi công, quản lý, xây dựng. Toàn bộ vật liệu xây dựng chính đều do Việt Nam tự sản xuất trong nước. Đây là dự án thể hiện tinh thần trí tuệ Việt Nam, khiến người Trung Quốc kinh ngạc, ngỡ ngàng, dân mạng Đông Nam Á trầm trồ thán phục. Các bạn thân mến, Phú Quốc là thiên đường du lịch nghỉ dưỡng của thế giới với hàng trăm resort, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch mọc lên trong những năm qua. Do đó, nhu cầu sử dụng điện ở đây cũng tăng cao. Đường dây cáp ngầm 110 kV Hà Tiên Phú Quốc bây giờ như chiếc áo quá chật cho hòn đảo này. Để đảm bảo cấp điện ổn định lâu dài cho thành phố đảo, ngành điện miền Nam đã gấp rút triển khai xây dựng công trình điện vượt biển trên không 220 kV từ đất liền ra đảo Phú Quốc. Thực tế trước đó hồi tháng 2 năm 2014, đánh dấu bước ngoặt của ngành điện Việt Nam khi nguồn điện lưới quốc gia được đưa ra cấp điện cho đảo Phú Quốc bằng đường cáp ngầm xuyên biển 110 kV Hà Tiên Phú Quốc dài nhất Đông Nam Á, thay thế hoàn toàn nguồn điện diesel tại chỗ, tạo cú hích thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế biển, du lịch, ổn định cuộc sống người dân. Tuy vậy, sau khi có lưới điện quốc gia, nhu cầu phụ tải sử dụng điện trên đảo Phú Quốc liên tục tăng nhanh với mức tăng trưởng bình quân trên 35% một năm. Công suất cực đại năm 2014 chỉ đạt 16 MW và đến năm 2022 đạt gần 100 MW, gấp khoảng 6 lần. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, năm 2016, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN trình và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung dự án lưới điện 220 kV cấp điện cho đảo Phú Quốc vào quy hoạch phát triển điện lưới quốc gia. Đến tháng 1 năm 2018, EVN phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi công trình đường dây 220 kV Kiên Bình Phú Quốc và tới tháng 3 năm 2019, công trình chính thức được khởi công. Là dự án trọng điểm quốc gia và là đường dây 220 kV vượt biển đầu tiên tại Việt Nam, quá trình thi công đường dây 220 kV Kiên Bình Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đều đã nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ và kết quả tuyệt vời là chúng ta đã sớm đưa được dự án về đích. Vừa qua ngày 14 tháng 10 tại Kiên Giang, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam EVN SPC đã tổ chức lễ đóng điện, vận hành cấp điện áp 110 kV giai đoạn 1, công trình đường dây 220 kV vượt biển Kiên Bình Phú Quốc. Chúng tôi xin nhấn mạnh lại, đây là công trình đường dây vượt biển trên không, cấp điện áp 220 kV dài nhất khu vực Đông Nam Á, được triển khai lần đầu tiên tại Việt Nam. Chính vì thế mà khi chúng ta chính thức đóng điện, vận hành cấp điện áp 110 kV giai đoạn 1, các trang báo mạng trong khu vực đã nhanh chóng đưa tin về chủ đề đáng chú ý này. Cư dân mạng Đông Nam Á và cả các nước lân cận như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ đều thấy rất bất ngờ trước tin tức này. Đặc biệt là cộng đồng mạng Trung Quốc đã được một phen mắt chữ A mồm chữ O vì thấy được sự phát triển không ngờ của Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc bình luận của họ về đường dây 220 kV vượt biển dài nhất Đông Nam Á do Việt Nam ta xây dựng nhé! Chúc mừng Việt Nam! Tôi đã đến Phú Quốc năm 2015, khi đó và bây giờ thực sự khác biệt. Việt Nam phát triển nhanh quá! Tôi mong sẽ được tới Phú Quốc vào một ngày không xa, thấy trên hình ảnh nơi đó rất đẹp và hiện đại. Ước gì ở quê hương tôi cũng có biển thì tốt, dù sao cũng chúc mừng Việt Nam, các bạn rất giỏi. Thật tuyệt vời, chúc các bạn ngày càng phát triển hơn, tình yêu từ Ấn Độ. Hè năm nay tôi đã quay lại Phú Quốc lần thứ 3 trong đời. Một hòn đảo tuyệt đẹp được đầu tư kỹ lưỡng như vậy là nơi mà chúng ta không nên bỏ lỡ. Yêu Việt Nam từ Ấn Độ. Không thể tin nổi, vậy mà nhiều kênh truyền thông trong nước vẫn nói Việt Nam kém phát triển, lạc hậu lắm. Hãy nhìn những gì họ đã làm được này. Việt Nam bây giờ khác trước nhiều rồi nhỉ? Tôi đến Phú Quốc làm việc năm 2015-2016 và ấn tượng không có gì đặc sắc lắm, nhưng nhìn họ bây giờ đã thay đổi quá nhiều. Không thể tin là cùng một hòn đảo. Việt Nam trong quan niệm của nhiều người Trung Quốc chúng tôi là nơi gắn liền với nghèo đói và lạc hậu, nhưng hóa ra họ đã phát triển tới mức này. Có lẽ tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình về Việt Nam. Cái quái gì vậy? Việt Nam đây à? Tôi không thể tin được là họ lại có thể xây dựng đường dây vượt biển 220 kV dài nhất Đông Nam Á. Cứ nghĩ họ nhỏ bé dễ ăn, mà thế này là không ổn rồi. Chúng ta cần phải dè chừng.
thấy Việt Nam phát triển như này thì cảm xúc của tôi rất hỗn loạn, vừa bất ngờ vừa khó chịu. Nếu họ cứ đi lên nhanh chóng như vậy, sẽ là mối nguy lớn cho chúng ta, cần phải nghĩ ra cách gì đó. Tôi đi Việt Nam du lịch thường xuyên và thật sự rất thích Phú Quốc. Đường dây điện này chắc chắn sẽ giúp Phú Quốc phát triển nhanh hơn nữa. Chúc mừng các bạn! Sao cả ngày càng thấy Việt Nam có vẻ đã bỏ xa chúng ta về nhiều thứ thế nhỉ? Hết bóng đá, FDI, rồi bây giờ là đường dây điện. Việt Nam chơi lớn đấy, đầu tư rất nhiều tiền vào công trình này. Nói Việt Nam mình chơi lớn quả là đúng thật các bạn ạ. Bởi công trình đường dây 220kV vượt biển từ xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương ra đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có tổng mức đầu tư cực lớn, hơn 2.221 tỷ đồng. Quy mô gồm 2 mạch có tổng chiều dài 80,4 km, 169 vị trí cột. Trong đó đoạn trên bờ thuộc huyện Kiên Lương dài 12,8 km, 39 vị trí cột. Đoạn trên biển dài 64,7 km, 117 vị trí cột. Đến đoạn trên đảo Phú Quốc dài 2,9 km, 13 vị trí cột. Với thiết kế cột thắp sắt hai mạch trên không, mạ và sơn chống muối biển, tiết kiệm dây dẫn phân pha 2 x AACKP 400/95. Phần trên biển có 117 vị trí cột. Móng trụ được thiết kế với hệ cọc bê tông ly tâm, giữ ứng lực, được đúc sẵn chống nhiễm mặn và đóng tại chỗ. Các cột có đường kính D 700-800, liên kết với hệ đài móng bằng bê tông cốt thép, có diện tích khoảng 400m2 trên móng. Chiều dài giữa các khoảng cột trung bình là 650m, chiều cao cột 55-87m. Đơn vị thi công cho biết, đường dây đảm bảo tĩnh không hàng hải và trang bị hệ thống cảnh báo an toàn hàng không đầy đủ theo quy định. Đồng bộ với công trình đường dây 220kV Kiên Bình Phú Quốc giai đoạn 1, vận hành ở cấp điện áp 110kV là công trình trạm biến áp 110kV Nam Phú Quốc. Công trình này có công suất thiết kế là 2 máy 63 MVA. Giai đoạn đầu lắp 1 máy 63 MVA và phần đường dây đấu nối hai mạch có 5 vị trí cột đấu nối từ vị trí tiếp bờ của đường dây 220kV Kiên Bình Phú Quốc với trạm biến áp 110kV Nam Phú Quốc. Đường dây 220kV Kiên Bình Phú Quốc là công trình trọng điểm mang ý nghĩa to lớn về kinh tế xã hội, đảm bảo nguồn điện ổn định lâu dài cho đảo Ngọc Phú Quốc. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Phước Đức, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam cho biết, công trình đã hoàn thành đóng điện, vận hành cấp điện áp 110kV giai đoạn 1 an toàn, đạt chất lượng. Việc này đã giúp cho việc cung cấp điện trên địa bàn thành phố Phú Quốc được cải thiện tốt hơn về chất lượng, độ tin cậy, giảm tổn thất điện năng, đã kịp thời san tải cho đường dây cáp ngầm 110kV hiện hữu, đang vận hành ở mức tải cao. Ông Nguyễn Phước Đức nhấn mạnh, điểm nổi bật là năng lực cung cấp điện cho đảo Phú Quốc tăng gấp khoảng 5 lần phụ tải hiện hữu và có thể đáp ứng nguồn cung cấp điện đến năm 2035. Công trình hoàn thành tạo điều kiện quan trọng để Phú Quốc phát triển vững mạnh về kinh tế xã hội, có phần giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tổng Giám đốc EVN SPC nhấn mạnh, theo ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, thành phố Phú Quốc đánh giá, đây là công trình thế kỷ, có ý nghĩa rất quan trọng đối với chiến lược phát triển của thành phố Phú Quốc. Thay mặt lãnh đạo, người dân thành phố Phú Quốc, tôi cảm ơn ngành điện, cảm ơn EVN SPC đã tập trung đầu tư các dự án đảm bảo điện cho nhu cầu phát triển mạnh mẽ của Phú Quốc, đặc biệt là cấp điện cho du lịch, sinh hoạt, dịch vụ, ông Huỳnh Quang Hưng cho biết. Nhìn vào đường dây điện 220kV vượt biển không chỉ dài nhất Việt Nam mà còn dài nhất khu vực Đông Nam Á, tôi thực sự xúc động và tự hào vì sự phát triển của đảo Ngọc nói riêng và đất nước ta nói chung. Còn các bạn khán giả của Grab Việt Nam có suy nghĩ thế nào về đường dây điện này? Đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo!